Đây là ngã ba Dầm Kinh nha quý vị. Phía ngoài này là cầu Dầm Kinh nè. Xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Còn ở đây là ấp ấp này ấp này ấp gì vậy Tư? Hòa Thuận, xã gì? Xã An Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp ha. Nó bò được hả? Đi không được. Nó nhiêu tuổi rồi Tư? Tết là 27 tuổi rồi anh ơi. 27 tuổi hả? Dạ. Gài lại chưa? Rồi, em ra em nhận nè giùm đi. Em lấy 10 ký gạo ra ngoài trước đi. Thì trình bày rồi bà bỏ vô nhà đi, bỏ vô nhà đi. Để nó ngoài nắng luôn đi, hồi nãy đi ngang cái dòi người ta tưới vườn á. Đó kêu người ta tắt không kịp. Chắc nó có ướt chút xíu đó. Bỏ ngoài nắng luôn đi. Ừ. Rồi bỏ trên đấy. Ừ. Bị giờ nãy đi ngang cái vườn người ta tưới mít á. Thì hôm nay anh đại diện cho một số gia đình rồi nha, như Kim Thủy, Ân ở Hà Lan, Ngân Thủy ở Mỹ, Thư thì ở Canada, cùng đồng hành với gia đình là Thị Trang, Phương Thảo, Ngọc Anh và Kim Phụng, cũng ở Mỹ. Thì gửi cho em 200 ngàn trong cái dịp Tết này, với 10 ký gạo cho gia đình em. Em trình bày cái hoàn cảnh của Tư, rồi mấy năm nay bao nhiêu tuổi, rồi cái hoàn cảnh sao? Năm nay 53 tuổi. Em xích qua đây chút. 53 tuổi. Mình tình trạng sức khỏe sao? Khỏe giờ bệnh năm mấy nay rồi, bệnh. Bệnh gì? Cho người cái giày uống nước tay hoài không hết. Dưới trước đó bị gì? Kinh. Thần kinh thì phải lãnh thuốc ở đâu? Mỹ Tho đó. Mỹ Tho là Tiền Giang ấy ha. Mỹ Tho là mua không à. Vậy sao? Thì vợ con, vợ đâu? Vợ mất 19 năm rồi. Rồi em cha đứa con này thì nó cũng sốt bại liệt. Sốt bại liệt đi không được, bò nó không được. Đói thì nó biết ăn. Đi tiểu tiện thì nó biết. Nó bò đi tiểu. Nó biết ha. Đó thì có hoàn cảnh Tư vậy đó. Thì hôm nay chỉ có 10 ký gạo với 200 ngàn đó. Có thành phần mấy gia đình người ta, những người con ở nước ngoài người ta gửi tặng cho mình đó. Thì anh đại diện vậy đó. Cảm ơn nhiều. Nói. Cảm ơn vợ tâm rất nhiều. Dạ. Rồi thôi anh cũng đi về tới những cái gia đình khác nha. Cái hoàn cảnh thôi đẩy đứa nhỏ nó vô đi. Rồi có mở tivi thì mở cho nó coi. Anh tước cho đó. Anh tước cho ha. Ấp này là ấp Hòa Thuận ha. Hòa Thuận. Xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Hồi nãy anh đi anh ghé đây là em bắt đi chạy Honda ôm hả? Chở một bao gì đó em nói đó. Bao tắm, chạy xe ôm. Được nhiêu tiền? Dạ được 20 ngàn à. Tiền xăng hết 5 ngàn quá. Hết 5 ngàn tiền xăng rồi. Lấy công làm lời ha. Thôi tên anh đi ạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Mình ở đây địa chỉ là ở đâu biết không Chính? À địa chỉ An Hòa Thuận. Ấp này ấp gì ạ? Ấp Hòa Thuận. Xã? Xã gì? Xã An Phú Thuận, anh nói giùm nó đi. Xã An Phú Thuận. Quyền. Thì hôm nay có những cái nhà hảo tâm. Như gia đình gồm gia đình Thủy gồm Kim Thủy, Ân ở Hà Lan. Ngân Thủy thì ở Mỹ và Thư thì ở Canada, và cùng đồng hành với gia đình là Thị Trang, Phương Thảo, Ngọc Anh và Kim Phụng ở Mỹ. Thì gửi tặng cho mấy Chính ở đây cũng không có được sáng sủa gì phải không? Không quên đầu quên đuôi 200 ngàn mà nói đưa. Nhưng mà sao mà đưa nó có 20 thì
10 kg gạo với 200 ngàn, đó là tấm lòng của những người con xa xứ anh Tám. Cô Chính ở đây thì mình cũng nhớ cái hoàn cảnh của cô, nhà thì cũng được tươm tất lại, được tài trợ và nó đỡ sập ha. Đó là tấm lòng của những người con xa xứ đó Tám. Thôi bây giờ mình đại Tám đại diện nói giùm đi. Thôi em nói gì đâu, em thì anh của Chính. Dạ. Có mấy chị em nước ngoài tài trợ cho đứa em thì em muốn nói gì hơn như là cái tấm lòng của anh chị ở bên Việt Kiều cho đứa em này cũng gắn rất cảm ơn anh chị em ở nước ngoài đồng bào. Thôi đem gạo đi. Chúc anh em nước ngoài giàu nhiều sức khỏe. Dạ. Em rất mừng ơn. Dạ. Thôi đem vô đi Chính. Đem gạo vô đi. Giờ tiền biết giữ không hay là mượn anh Tám anh cất giùm? Thôi anh cũng đi nha anh Tám. Rồi cũng chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe ha. Vụ mùa bội thu ha. Dạ dạ. Dạ sự nhỉ nha. Cái cho này sao chú cho. Dạ. Không à. Bệnh ngoạn đâu. Mời anh vô uống nước chút xíu. Được rồi, tại vì anh còn đi chỗ khác nữa. Dạ, vậy cũng cảm ơn với anh. Dạ. Rồi rồi anh đi nha anh Tám. Dạ dạ. Cái chân sao mình đi xích trụi vậy cô? Nó bị liệt nửa thân mình á, hồi nay dạ. Nó đỡ. Giỏng ngồi đi con. Ê, ê, ngồi đất đi, ngồi đất đi, giỏng cái té cái đỡ không nổi à. Ừ, ngồi đẹp chứ đi. À, xin chào. Thì hôm nay có một cái gia đình gồm có gồm có Kim Thủy Ân thì ở Hà Lan, Ngân Thủy thì ở Mỹ và Thư thì ở Canada cùng đồng hành với gia đình là Thùy Trang, Phương Thảo, Ngọc Anh, Kim Phụng thì ở Mỹ mà gửi tặng cho em ở đây 10 kg gạo với 200 ngàn, đủ không em? Dạ đủ ha. Mình nói rõ cái hoàn cảnh mình tên gì rồi bệnh tật sao, nói giùm cho người ta hiểu được cái hoàn cảnh của mình tại sao mình mới nhận cái phần quà này vậy đó. Tên Nguyễn Thị Ali. Dạ. Bị sốt huyết não với bị tai biến. Vì sao? Bao lâu rồi em? Dạ 7 tháng mấy rồi. Dạ. Rồi có gia đình có mấy đứa con gì không? Dạ 3 đứa con. 3 đứa. Chồng theo vô bé cũng không có lo gì trơn. Nhờ sớm thì người ta giúp đỡ tiền á. Nằm ở viện cũng hết 100 mấy rồi đó. Dạ. Còn 100 cú chưa. Đâu có tay bên kia em dơ lên được không? Đâu giờ lên cái chút nữa coi. Rất là khó nha quý vị. Rồi thì cô là tên Liên hả? Dạ. Liên bao nhiêu tuổi? Dạ, 42. 42 hả? Dạ. À, đứa lớn nhất của cô Liên là bao nhiêu tuổi? 18. À, đứa nhỏ nhất? Nhỏ nhất 10. 10 mấy? 10. 10 tuổi. Dạ. Đâu đâu giờ đứa kế? Đứa kế cũng đi theo chuyện rồi. Cô bước vô nhà lại thử một cái coi. Thím kè em nó lại một cái. Dạ. Kè đứng lên nên cho người ta thấy được cái hoàn cảnh của mình đó. Cất tiền vô giùm đi. Cô cất giùm nó đi. Thì hằng ngày mình có uống thuốc gì thêm không con? Em uống thuốc cũng cho bệnh viện cho uống hàng tháng. Rồi cho đây đi vô thử coi. Vậy là cái chân trái yếu hả Liên? Dạ. Cái này là trở ra lại cái sao hỏi. Cái này cái nhà này là của ai vậy Liên? Nhà của tôi mà nó ở đậu. À, chứ nhà của cô Liên là ở đâu? Nó ở xích xứ Mỹ, ở với cậu dưới đây chút. Dạ. Nhưng mà chăm sóc hết trơn, đúng rồi. Có gì bé bỏ rồi chú ơi. Đó. Cái hoàn cảnh. Như vậy Liên đồng ý đưa lên YouTube để nhiều người cùng thấy nha Liên. Nói chữ đồng ý mới được nha. Dạ, thì đưa đại đi. Liên, không, không có, nói chữ đồng ý. Đồng ý chưa, nói chữ. Dạ, đồng ý. Ừ, đó, cái hoàn cảnh vậy nha quý vị. Cái này là ở ấp gì vậy cô? Dạ, ấp Hòa Thuận, xã Phước Thuận. An Phước Thuận, tỉnh, huyện chứ.
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 71 rồi. Được mấy người con vậy cô? Cô thứ mấy? Dạ thứ ba. Còn dạ. Tới 6 đứa rồi. Vậy sao? Mà ra riêng hết rồi ha? Dạ. Có vợ cái chồng chứ. Quỳnh Linh Liên có số điện thoại không, có thể cho lên đây luôn để người ta có thể người ta biết, người ta liên lạc luôn. Dạ có. Rồi đọc lớn lớn lên nè, đọc rõ. 0766 466 295. Rồi gặp ai? Gặp con luôn. Gặp Liên ha. Dạ, Cái gì Ái Liên á, đọc cái họ luôn. Nguyễn Thị Ái Liên. Rồi. Đọc thêm một lần nữa cái số điện thoại đi. 0766 466 295. Rồi, gặp Liên ha. Dạ. Đó là cái hoàn cảnh đó là em, thì đầu năm cũng như cuối năm thì ráng cho em được mau bình phục ha. Dạ. Để nuôi con đồ rồi nhận cho cô gì quên rồi. Dạ, cô Ba. Cô Ba cho đỡ vất vả nha cô Ba. Dạ. Đó, cái tấm lòng của người ta vậy đó. Dạ. Cũng cái này cũng có duyên rồi nha, gặp cô ngoài đường rồi mới trình bày hoàn cảnh. Dạ, cô chứ mình cũng không biết. Nhà hảo tâm giúp đỡ cho con tôi. Dạ. Dạ. Châu Thành, Đồng Tháp, sang Phúc Thịnh. Dạ. Ấp Hòa Thịnh. Dạ. Tổ 4. Con tổ 4 ha. Dạ. Cái đường đi vô gần tới ngã ba Dàm Kinh đi vô đây chút nha quý vị. Dạ. Cách cũng cỡ 300 m rồi hả cô? Ngã ba Dàm Kinh vô đây cũng 300 m à. Dạ cỡ đó. Thôi đi nha, cũng chịu rồi cho em vô nghỉ ngơi rồi đi vô đi. Dạ, đi lên. Cũng cầu chúc nhà hảo tâm. Rồi. Đi vô nhà đi thím. Dạ, Nguyễn Thị Ai Liên rất cảm ơn. Dạ. Kè em nó vô đi. Tự một mình đứng lên không được hả Liên? Không được. Yếu quá. Có hận thêm cố hàng ngày. Là mà hết nhiêu tiền hàng ngày? Từng là 300 mấy. Một tuần 300 mấy ha. Thôi ráng lên em. Còn trẻ chắc nó mau hồi phục mà. Dạ. Bước vô đi. Dạ.